Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Vân Family Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại Vân đang ở thành phố Huntington Beach. Phía bên kia là khu mua sắm Bella Terra, phía bên này là Ellinger Plaza. Địa chỉ cụ thể Vân sẽ để trong phần mô tả video nha. Bây giờ là những cái ngày tháng 11 rồi, cho nên Vân sẽ dẫn mọi người đến một cái cửa hàng rất là lớn. Và những cái dịp Halloween, Giáng sinh họ bày bán rất là nhiều mặt hàng đa dạng và giá cả hợp lý. Đó chính là Michael Store. Bây giờ Vân và mọi người sẽ cùng vô bên trong nha. Hình ảnh mà không thể thiếu trong những cái ngày lễ Giáng sinh đó là cây trạng nguyên. Họ bày bán rất là nhiều những cái chậu trạng nguyên nhỏ nhỏ ngay cửa ra vào nè. Cây thông này có giá là 30 đô la và Vân thấy nó cao tầm 90 cm. Bây giờ mình sẽ đi vô bên trong nha. Cửa hàng rất là rộng lớn luôn. Và phía bên này là những cái giấy gói quà, rồi túi quà, ri băng. Ở đây có những cái thùng lớn, họ để những cái trái trâu mà size đại ấy, thì tầm 2-3 đô la cho một trái. Rất là nhiều cái kiểu dáng, rồi màu sắc bắt mắt. Ngay cái khu vực này Vân thấy họ bán rất là nhiều những cái ngôi nhà mà phủ tuyết nè, rồi những cái ngôi làng rất là đẹp và đa dạng nữa. Vân thấy nhiều cửa hàng chỉ khoảng cỡ 6-7 tượng thôi, nhưng mà ở đây họ bán những cái hình dáng khác nhau rồi đẹp lắm. Mọi người có thể tới đây mua để mà mình để ở trong phòng khách mình trang trí nha. Bên này là những cái trái trâu nhỏ hơn và họ để trong một cái hộp như thế này, có giá là 3 đô la cho một hộp. Vân đếm là cũng được gần chục trái. Và bên này là những cái sợi dây mà để mình quấn ở ngay cái tay cầu thang, hay là mình quấn trên những cái góc nhà nào đó để mà trang trí. Tầm 22 đô la cho một dây. Phía bên này là những cái chậu cây, mà cây holly, cây đào đông rất là đẹp và nhỏ gọn. Ở bên này có những cái hộp trâu số lượng lớn, 100 trái trâu là 15 đô la. Như bên cạnh ấy là có cái hộp chỉ có 6 trái thôi, đường kính vào khoảng 8 cm. Hộp 6 trái này cũng 15 đô la. Chỉ có những cái chậu cây trạng nguyên mà ở đây họ còn bán những cái dây nữa, rồi những cái cây thông nhỏ nhỏ để mình có thể trang trí, mình để những cái bàn làm việc nè, hoặc là mình để ngay chỗ cái bàn của phòng khách cũng xinh xinh. Rồi nến nè, rồi những cái tượng ở ngôi nhà, hay là những cái xe tuần lộc, hoặc là những cái giống như cái đèn ha. Thank you.
hoa lá, cây thông, rồi cây hô ly, rồi những cái cành mà họ điểm xuyết những cái trái thông lên á, ở đây rất là nhiều. Và Vân thật sự luôn á, cũng đã đi nhiều cửa hàng rồi, Vân chưa thấy cái nơi nào mà họ bày bán đồ Giáng sinh mà cái số lượng khủng như ở đây, đa dạng. Mà bây giờ là họ đã để những cái bảng mà họ giảm giá rồi, sale rồi á mọi người, thì mọi người có thể tới đây mình mua nha, Vân thấy khá là ok đó. Ngay cái khu vực mà quầy hoa dạ này nè, Vân thấy rất là đa dạng các loại hoa, từ hoa thuộc xứ nóng cho đến xứ lạnh có hết luôn. Mọi người có thường treo những cái vòng nguyệt quế trong dịp Giáng sinh ở ngay cửa chính, cửa ra vào không? Thì ở trong này nhiều lắm mọi người ơi, rất là nhiều cái mẫu mã khác nhau này. Họ kết cái vòng hoa nguyệt quế nhìn rất là độc đáo ha. Và cái khu vực này họ bán những cái cây dạ, rồi những cái lá dạ này, để cho mình có thể trang trí. Ngoài việc mà mình mua những cái vòng hoa nguyệt quế có sẵn ấy, thì nếu như mà bạn có cái chút khéo tay, chút sáng tạo thì có thể tới đây mua những cái vòng dây khô hay là những cái vòng phao xốp á, rồi bắt đầu mua hoa, mua keo hoặc là những cái trái thông để mình có thể tự do sáng tạo làm ra những cái vòng hoa nguyệt quế của chính bản thân mình ha. Và trong này là có hoa hồng dạ này, hoa cẩm tú cầu này, rồi những cái vòng dây nữa, đẹp lắm. Và đặc biệt đó, ở trong đây á, có thể là nguyên cái hệ thống này luôn, hệ thống Michael Store, là những cái nhân viên họ rất là thân thiện. Khi mà Vân đi quay á, Vân có gặp ba nhân viên nữ thì họ rất là nice, họ rất là thân thiện luôn, rồi họ mỉm cười thoải mái chỉ cho mình cái chỗ để mình đi quay, rồi hoặc là né ra cho mình đi quay nữa, rất là dễ thương.
Một cành trái đỏ này á, là $2. Và không chỉ có trái đỏ không thôi, họ còn có trái trắng này, rồi họ phủ bạc, phủ vàng lên nữa, nhìn đẹp lắm, tha hồ mà lựa chọn luôn. Ai mà có cái niềm đam mê trang trí nội thất cho chính căn nhà của mình, trong từng phòng khách cho đến phòng bếp, thì không thể nào mà bỏ qua cái địa điểm Michael Store này ha. Rất là nhiều đồ trang trí luôn, nhiều giá cả. Hiện tại bây giờ đang trong mùa lễ nhưng mà cửa hàng đã có nhiều mặt hàng treo bảng giảm giá sale rồi. Mọi người nhớ tới đây để mà mua những cái vật dụng trang trí cho ngày lễ Giáng sinh này nha. Vân hay gọi đây là những cái dây kim tuyến. Khi mà Vân còn ở Việt Nam á, cứ mỗi mùa Giáng sinh á là Vân và ba hay mang cây thông ra nè, xong rồi treo những cái dây kim tuyến này nè, và cứ quấn quanh cái cây thông thôi, miễn sao cho mà khi mà mình không có bật đèn lên á thì vẫn thấy được là cái dây kim tuyến nó đẹp như thế nào. Và đây là cái khu vực gần như là trung tâm ha, họ để những cái cây thông rất là cao lớn, tầm khoảng cỡ 1m8, 1m6, giá là tầm 190 rồi gần $300 cho một cây thông như thế này. Thì mọi người có thể chọn cây thông xanh, hoặc là cây thông trắng, hoặc là cây thông phủ tuyết, hoặc là những cái cây thông mà họ đã đính sẵn những cái bông hoa hồng mà họ phủ bạc này, hoặc là phủ đồng này, đẹp lắm.
cái hộp gỗ cây thông này nè là 25 đô la. Mọi người ơi, đây là cái cửa hàng rất là rộng lớn, và do là lễ Giáng sinh cho nên Vân chỉ quay nguyên một cái phía bên trái của cửa hàng là họ đang là bày bán những cái đồ cho dịp lễ thôi. Còn phía bên phải của cửa hàng ấy, là họ bán những cái tranh ảnh này, khung hình này, rồi những cái đồ mà liên quan đến văn phòng phẩm, giấy tờ. Đẹp lắm, rộng lắm, nhưng mà Vân sẽ không có quay nha. Đây là cái khu vực mà họ bán những cái khuôn cắt hoặc là những cái topper mà hoặc là những cái khuôn mức phim, nói chung là liên quan đến Giáng sinh, là hoặc là những cái khuôn để mà mình cắt bánh quy gừng á. Và Vân xin kết thúc video ở đây ha. Hy vọng mọi người có thể xem video này như là một sự tham khảo lựa chọn những cái mặt hàng trang trí Giáng sinh trong Michael Store. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.